chạy như một con gió nè, thắng là lết bánh luôn nha, thắng lết bánh, chạy rất là đã luôn, chạy phê lắm anh em. Lái thì lái trợ lực tì siêu nhẹ, thắng lết bánh nha. Con này là Sigon một bàn ghế, chạy động cơ hai máy xăng, chạy động cơ hai máy xăng cực kỳ là im nha, đạp là nổ, đạp là chạy, thả là tắt, và nó tự gài lốc cơ luôn nha, tự gài lốc cơ luôn. Rồi mà sao điện thoại giờ lại mờ ta. Rồi ok đó, khi mà mình đạp cái chân ga là máy nó sẽ nổ, thả ra em, thả ra tắt nè đó, thả ra tắt ha, rất là im nha, cực kỳ là im. Mình khi mình thả ra là nó sẽ gài lốc cơ, là nó sẽ thắng tay luôn nha, là im là cứng ngắc luôn nha đó. Động cơ nè, động cơ hai máy xăng, khi mà mình đạp lên á là cái motor này nó sẽ chạy nè, nó chạy két đó, rồi cái máy xăng này nó sẽ chạy lên và cái nòi Amaya này nó sẽ căng lên, nó chạy như tay ga vậy nha. Đó, máy thì cực kỳ là chất nha, máy là đẹp, rất là đẹp luôn, bao đẹp. Con này chạy cực kỳ là lợi xăng nha anh em. Em đổ 1 lít xăng thôi, em chạy cả khoảng gần 1 tuần này là chưa hết. Nói láo là cho xe luôn. 1 lít xăng đây nha, chạy 1 tuần này chưa hết. Chạy ra chạy vô nó không chạy thôi, nói chung chạy vòng vòng thôi. Cực kỳ là lợi xăng. Tại vì nói tiếng máy xăng chứ con này nó lợi xăng không phải là như những máy xăng thông thường, những máy xăng kéo những đồ kia đâu nha anh em. Con này là Sigon một băng ghế đó, Zego đó, một cầu nha, nó chỉ chạy một cầu sau thôi. Xe này nói về chất lượng thì khỏi phải bàn nha anh em đó, nó đẹp lắm nha, nó đen thui tù lù luôn, nước sơn rinh 100%, xài 4 cái nhíp ha, đằng trước 2 bộ nhíp, đằng sau 2 bộ nhíp, nhíp chạy rất là im, nhíp thì phải khỏi mà nói rồi. Bánh nè anh em, bánh gai rất là đẹp nha đó, bánh rất đẹp, 4 cái bánh rinh còn ngon lành, ghế đồ bài bản, ghế thì da trắng đó, anh em về không thích thì bọc da nâu, da bò, da kem gì đó, anh em thích mình bọc luôn cho đó, dễ yeah. Nè đó, anh em nào thích thì mình bọc luôn ha, bọc ghế da gì đó thì thích bọc luôn. Da này thì da nó còn màu trắng ha, nhưng mà nó hơi dơ đó, anh em thích thì bọc da mới cho nó đẹp. Xe thì tình trạng quá ngon rồi anh em, quá ngon rồi hả, mua về chỉ việc sử dụng đó, số 1 ha, số 1 luôn. Ok, quá đã, quá đã. Xe này bữa giờ chở mấy đứa nhỏ đi vòng vòng chơi này anh em, đi đã lắm anh em, đi rất là nhàn, rất là mát mẻ ha. Rồi Sigon thì nó chỉ vậy thôi, giờ chả có còn gì để nói đâu. Đây quay sơ dưới cho anh em xem nè, đó, xài nhíp đồ đàng hoàng hết ha, nhíp trước nhíp sau nên là chạy cực kỳ là im. Con này mua về chạy trong nóng, chạy vòng vòng hoặc là những cái farm, những cái gì đó thì anh em nào cảm thấy phù hợp thì liên hệ cho em. Giá con này hơn 40 triệu nha, hơn 40 triệu xíu nha anh em đó. Một con Sigon cực kỳ là đẹp. Rồi chị quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.